Anh ơi, máy của anh đây nhá. Đấy, về ngoại hình thì đẹp keng này. Đấy, đẹp xuất sắc, line new nhá. Về chất lượng thì là máy zin áp. Em sẽ thử hút áp suất cho anh xem. Đấy, số email thì nó trùng với số email đơn đặt hàng của anh nhá. 4592. Khi mà máy đến thì anh kiểm tra số email đúng thì anh nhận nhá. Em hút áp suất cho anh xem này. Anh nhìn vào màn hình nhá. Đấy. Đấy, áp suất rất là căng đúng không? Bây giờ thì em sẽ mở cái máy này ra. Thứ nhất là để thay pin, thứ hai là sẽ gửi video mở máy lần đầu tiên cho anh nhé. Cái máy này là chưa mở lần nào. Và bây giờ thì em sẽ mở lần đầu tiên để thay pin cho anh. Pin bên em thay là pin Origin dung lượng cao. Một viên pin này thì thứ nhất là dùng rất là bền nhé, rất là trâu. Thứ hai là pin này thì anh có thể dùng được khoảng 3 năm nhé. Nói chung là siêu trâu luôn, rất là trâu luôn. Pin dung lượng cao, dung lượng cực đại. Và cái dòng pin này nó còn hỗ trợ sạc, nó cũng rất là nhanh. Mọi người lưu ý là sạc nhanh nó còn phụ thuộc vào pin nữa nhé. Nếu mà thay pin kém chất lượng thì sạc nó sẽ chậm. Đây. Đấy. Móc dao lam vào này. Bềnh bềnh nó lên thế này. Đấy, bềnh. Mọi người bẻ cong cái dao lam mà không bềnh nó được lên này. Nó chỉ nhích lên một tí thôi nhé. Đấy, tại vì cái lớp giòn zin nó rất là dính luôn. Đấy. Cái lớp giòn này thì nó có khả năng chống nước cho cây 8 Plus này ạ. Đấy. Rất là dính luôn. Mở máy hỏng hết móng tay luôn. Đấy, mọi người có thấy tiếng rắc rắc không ạ? Đấy, rắc rắc. Mọi người nhìn móng tay em này. Đấy, nhìn móng tay. Đấy, hỏng hết móng tay luôn. Nhìn này. Nhìn này, hỏng hết móng tay luôn. Hỏng hết luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nhưng mà được cái là cái móng tay này thì nó hồi phục nó rất là nhanh luôn. Mọi người nhìn này, dòng zin này. Dòng zin. Đấy, mọi người nhìn là dòng zin này. Đấy, dính nhăng nhịt luôn. Mọi người nhé. Đấy. Đấy, dòng gì này. Đấy, dính trên dính dưới này. Đấy, dòng gì mọi người nhìn thấy. Đấy, kéo được rất là dài luôn. Đấy, rất là dài nhé. Chung là lần đầu tiên mở thì nó hơi khó mọi người, hơi khó. Đây, bên trong máy đây nhá. Đấy, giòn này, giòn dính từ bên nọ sang bên kia này. Đấy, bên trong máy đây nhá. Đấy, chuẩn chỉ luôn. Đấy, sạch đẹp, máy mở ra lần đầu tiên đây nhá, chả có dấu vết vân tay nào cả. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, chuẩn chỉ rõ ràng nhá. Ôi nhá, rất là rõ ràng, rất là uy tín luôn ạ. Đấy. Đấy, cho anh xem lại số email lại một lần nữa. Để bật máy lên. Mua được những cái cây máy mà nó zin zin theo kiểu zin nguyên bản như thế này, máy chưa mở ra lần nào thì nó rất là bền luôn, kể cả khi mà thay pin em cũng cũng không mở giắc màn luôn. Đấy. Em cứ để giắc màn em thay nhá. Tại vì tháo ra lắp vào nhiều lần ấy là máy nó sẽ không ổn định. Đấy, theo kinh nghiệm làm nghề rất là lâu năm của em ạ. 4592. Cảm ơn mọi người đã xem video.